Chúng ta tiếp tục với phần bài tập về phương trình giá trị tuyệt đối. Trước khi vào bài tập, chúng ta lướt sơ về lý thuyết một tí xíu. Ta có trị tuyệt đối của x bằng a. Với điều kiện a phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tại sao ta có điều kiện như vậy? Vì trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ số đó cho đến 0. Như vậy, khoảng cách luôn luôn là số dương. Vậy a phải là số dương, phải là lớn hơn hoặc bằng 0. Suy ra ta được x bằng a hay x bằng trừ a. Vào phần bài tập, ta có bài số 3. Trị tuyệt đối của trừ t bằng 3. Nghĩa là khoảng cách từ trừ t đến 0 bằng 3 đơn vị. Để dễ hình dung, ta vẽ trục số ra. Đây là trục số từ trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Ta có hai khoảng cách, một khoảng cách nằm ở phần dương của trục số cho đến 0 bằng 3 đơn vị và một khoảng cách nằm ở phần âm của trục số cho đến 0 bằng 3 đơn vị. Khoảng cách ở nằm ở phần dương của trục số như sau, đó là 3. Vì 3 từ 3 cho đến 0 nó là bằng 3 đơn vị. Nếu khoảng cách nằm ở phần âm của trục số là trừ 3, vì từ trừ 3 cho đến 0 là 3 đơn vị. Vậy, trị tuyệt đối của trừ t bằng 3, suy ra ta được trừ t bằng 3, trừ t bằng 3, hay trừ t bằng trừ 3, hay trừ t bằng trừ 3. Phương trình thứ nhất, ta có trừ t bằng 3, ta nhân hai vế cho trừ 1. Ta được trừ t nhân trừ 1 bằng t, 3 nhân trừ 1 bằng trừ 3. Vậy, phương trình tương đương với t bằng trừ 3. Hay, phương trình thứ hai, ta nhân hai vế cho trừ 1. Ta có trừ t nhân trừ 1 bằng t, trừ 3 nhân trừ 1 bằng 3. Vậy, hay ta được t bằng 3. Ta có hai kết quả, t bằng trừ 3 hay t bằng 3. Đó là bài số 3. Sang bài số 4, ta có trị tuyệt đối của trừ a bằng 7. Nghĩa là khoảng cách từ trừ a đến 0 bằng 7 đơn vị. Cũng vậy, vẽ trên trục số ta thấy đây là trục số từ trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Ta thấy ta có hai khoảng cách cho đến 0 bằng 7 đơn vị. Một khoảng cách nằm ở phần dương của trục số cho đến 0 bằng 7 đơn vị. Và một khoảng cách nằm ở phần âm của trục số cho đến 0 bằng 7 đơn vị. Vậy, ở phần dương trục số nó là 7. Vì 7 cho đến 0, vì từ 7 cho đến 0 là 7 đơn vị. Đó là phần dương của trục số. Còn ở phần âm của trục số là trừ 7. Vì từ trừ 7 cho đến 0 bằng 7 đơn vị. Vì từ trừ 7 cho đến 0 bằng 7 đơn vị. Vậy ta được trị tuyệt đối của trừ A bằng 7. Suy ra ta có trừ A bằng 7. Hay trừ A bằng trừ 7. Hay trừ A bằng trừ 7. Phương trình thứ nhất, ta nhân hai vế cho trừ 1. Ta có trừ A nhân trừ 1 bằng A. 7 nhân trừ 1 bằng trừ 7. Ta được phương trình tương đương với A bằng trừ 7. Hay, phương trình thứ hai ta nhân hai vế cho trừ 1. Trừ A nhân trừ 1 bằng A. Và trừ 7 nhân trừ 1 bằng 7. Vậy, ta được hay A bằng 7. Vậy, kết quả của nó là ta có A bằng trừ 7 hay A bằng 7. Đó là kết quả của bài số 4. Ta đã giải xong bài số 3 và bài số 4. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp. Cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.